chư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1030 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày kính Thánh Đa Minh. Xin Thánh Đa Minh chúc phúc lành cho tất cả chúng con và xin Ngài cầu bầu cho nhân loại chúng con thoát khỏi đại dịch COVID-19. Sau đây nội dung chương trình phát thanh hôm nay: bài viết Thánh Pio và các thiên thần bạn mệnh, câu chuyện Tôi May Mắn. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh Pio thân thuộc với thiên thần hộ thủ, trích sách lời hay ý đẹp của cha Pio. Đối với đa số chúng ta, thiên thần hộ thủ chỉ là một hình ảnh ít quen thuộc, nhưng đối với cha Pio thì ngược lại, đó là người thân thuộc cùng hợp tác với mình trong sự thánh thiện và trong sứ vụ chức thánh. Giữa họ kết hợp một loại hợp thiêng liêng làm cho họ có một hình thức sống chung. Chắc chắn đời sống thiêng liêng ngoại hạng của cha Pio cũng cần sự trợ giúp đặc biệt của thiên thần bổn mệnh của mình. Cũng như sứ vụ chức thánh của cha đầy các đặc sủng thì cũng cần nhiều loại phục vụ khác nhau, như liên lạc với những người muốn tiếp xúc với cha Pio, thông dịch viên các ngoại ngữ. Sau đây là một vài câu chuyện cho thấy sự thân thuộc giữa cha Pio và thiên thần bản mệnh của ngài. Cha Pio giận thiên thần hộ thủ của mình. Có một lần nọ, cha Pio bị Satan và đồng bọn của chúng mà cha gọi là các kỵ binh Nga tấn công. Cuộc tấn công ráo riết, tưởng có lúc cha Pio đã thua cuộc. Cha xin thiên thần hộ thủ trợ giúp, nhưng không thấy thiên thần xuất hiện. Cha phải chiến đấu một mình. Cuối cùng như thường lệ, cha vừa cầu nguyện vừa chiến đấu hết mình. Cha thắng cuộc chiến nhưng kiệt sức. Khi đó thiên thần hộ thủ mới xuất hiện. Cha Pio quá giận, trách cứ thiên thần đã vắng mặt khi mình cần đến nhất. Khi đã kêu nài hết sức, rồi như để phạt thiên thần, cha bỏ ra đi mà không nhìn lại thiên thần. Thiên thần vừa khóc vừa tiêu nghỉu đi theo. Cuối cùng họ làm hòa với nhau, và thiên thần giải thích như sau: không phải vì hờ hững mà thiên thần không can thiệp, nhưng vì lần này Chúa muốn cha Pio chiến đấu một mình, không cần sự trợ giúp. Thứ hai, cha Pio nói tiếng Anh mà chưa bao giờ học. Cô Angelina Soritelli, con gái của một người Ý di cư qua Mỹ ở, cô sinh tại Mỹ và chỉ nói tiếng Anh. Cha của cô là ông Tommaso đưa cô về San Giovanni Rotondo vì ông muốn cô được xưng tội và rước lễ lần đầu từ tay cha Pio. Vào thời đó, bà Mary Pyle, một người Mỹ trở lại, sống ở San Giovanni Rotondo. Bà ở một căn nhà gần tu viện để hợp tác với các công việc của cha Pio. Khi bà biết tin cô Angelina về San Giovanni Rotondo, bà tình nguyện thông dịch cho cô. Bà cũng đến gặp cha Pio để giải thích cho cha và giúp cha trong các việc của cha. Nhưng cha cảm ơn. Cha nói mình có thể nói trực tiếp với Angelina. Bà Pyle rút lui và cha giải tội cho cô bé. Khi xưng tội xong, bà Pyle hỏi cô: nhưng cha Pio nói con có hiểu không?
Dạ hiểu. Tại sao con hiểu được? Làm sao cha nói được? Cha nói tiếng Anh à? Vâng, cha nói tiếng Anh. Một cuộc trò chuyện bằng tiếng Đức. Thứ ba, một cuộc trò chuyện bằng tiếng Đức. Giáo sư Bruno Rabajotti kể, một ngày nọ ông ở trong phòng với cha Pio và cùng lần chuỗi mân côi với cha. Vào cuối buổi cầu nguyện, người ta đưa một người khách, người Đức vào. Ông này cao và ốm, tóc bạc và ngắn. Ông cảm ơn cha Pio bằng tiếng Đức. Câu chuyện tiếp tục một lúc, hai người hỏi và trả lời. Ông Rabajotti không tin vào tai mình, vì cha Pio nói tiếng Đức và thỉnh thoảng nhìn ông cười có vẻ láu lịnh. Sau đó cha nói với ông, con ngạc nhiên vì thấy cha nói và hiểu một thứ tiếng mà cha không biết phải không? Cha không phải là người duy nhất có thể làm được việc này, tại sao con không thử? Nhưng con không biết tiếng Đức, thưa cha. Còn cha thì sao? Rất dễ, chỉ cần nói. Ông đó đến đây năm ngoái, ông sẽ kể cho con nghe chuyện của ông. Sự khác nhau giữa các ngôn ngữ, các hàng rào cản, giữa các tâm hồn sẽ không còn khi mình biết nói một ngôn ngữ duy nhất và thật, đó là ngôn ngữ của tinh thần. Giáo sư Rabajotti nghe lời cha Pio và trước sự ngạc nhiên vô cùng của ông nói được tiếng Đức với người khách lạ. Trong khi đó cha Pio vòng tay trên ngực vui vẻ nhìn hai người. Rồi ông giáo sư nói thêm, chúng tôi nói tiếng Đức mà con có cảm tưởng như nói tiếng Ý. Tất cả trở thành dễ dàng và thật là hay. Trước khi từ giã nhau, chúng tôi hôn nhau. Thứ tư, người phát thư không bình thường, bà Cleonice Mokadoy, kể cho chúng tôi nghe câu chuyện kỳ lạ như sau. Trong thời Thế chiến thứ hai, một trong các cháu của bà bị tù. Trong hơn một năm, bà không nhận tin tức nào của cháu. Một ngày nọ, bà Cleonice đến gặp cha, quỳ dưới chân cha, xin cha nói cho bà biết là cháu mình còn sống hay đã chết. Cha trấn an bà và nói, con đứng dậy và ra về bình an đi. Dù những lời nói này cho bà hy vọng, nhưng bà vẫn còn nghi ngờ. Ngày qua ngày bà vẫn không nhận được tin của cháu. Nỗi lo của bà ngày càng gia tăng. Cuối cùng bà thử làm một chuyện hơi điên, nhưng do bà quá tin tưởng, bà quay trở lại gặp cha Pio và nói, thưa cha, chúng ta sẽ thử làm như sau. Con sẽ viết một lá thư cho cháu Giovannino, chỉ để tên cháu vì con không biết địa chỉ của cháu. Con nhờ cha và thiên thần hộ thủ của cha mang thư đi. Cha Pio không trả lời gì, nhưng bà Cleonice nghĩ cha không trả lời tức là cha đồng ý, và bà hy vọng. Chiều hôm đó trước khi đi ngủ, bà viết một bức thư và dĩ nhiên bà để bức thư trên đầu giường. Sáng hôm sau vừa hốt hoảng vừa sợ, bà không còn thấy cái thư. Bà chạy đến gặp cha Pio, cha nói với bà rằng, con hãy cảm ơn Đức Mẹ đi. 15 ngày sau bà nhận được thư trả lời của cháu với tin vui, Giovannino còn sống, anh cho bà địa chỉ và anh sẽ sớm gặp bà. Thứ năm, khi cô con thiêng liêng muốn đẩy cánh cửa, khi cha Pio bị cấm không được liên lạc với bên ngoài, thì có một vài người hỏi cha, thưa cha, chúng con làm gì bây giờ? Bây giờ chúng con không được viết thơ cho cha nữa. Cha trả lời, chúng con hãy gửi cho thiên thần hộ thủ của các con đi. Một trong các con thiêng liêng của cha là người làm việc ở tu viện và hợp tác vào các việc của cha Pio. Biết là cha không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mặc dù cô ta năn nỉ xin gặp cha vì cô có chuyện khẩn cấp cần phải nói để có lợi ích cho tâm hồn cô, nhưng cha trả lời vì cha phải vâng lệnh bề trên nên cha không xuống phòng khách được. Bực mình vì lo cho chuyện cá nhân của mình hơn là lo cho tình trạng của cha Pio, cô than phiền mình bị đối xử không tốt, dù cô đã phục vụ hết mình cho tu viện cũng như cho cha Pio. Về nhà cô bực luôn cả thiên thần hộ thủ của mình. Cô ra lệnh cho thiên thần đến nói với cha Pio rằng ngày mai cô sẽ không đi lễ
cũng không rước lễ. Đương nhiên, thiên thần tuân lệnh. Vì buổi chiều Chapio nhờ thiên thần trả lời cho cô, nói với cô Rachelina đừng rước lễ ngày mai. Ngày hôm sau, cô Rachelina cùng với người bạn là Lucietta đến tu viện để làm việc như thường lệ. Nhưng khi cô đang làm việc thì Chapio xuất hiện và nói, hoan hô, thiên thần hộ thủ là nhân viên của con gọi thiên thần đến để trút cơn giận của con lên cha. Rồi cha quay sang cô Lucietta, cha nói thêm, Lucietta ơi, con biết bạn con làm gì không? Cô ta giận cô không muốn đi lễ, không muốn trước lễ, rồi cô canh kiệu ra lệnh cho thiên thần hộ thủ đến nói với cha như vậy. Bối rối, cô Rachelina hỏi cha, thưa cha, vậy thiên thần đến kể cho cha nghe hết mọi sự à? Đương nhiên thiên thần đến kể cho cha nghe, thiên thần đâu dám không vâng lời. Thứ sáu, một thiên thần hộ thủ quá tế nhị. Trong một khoảng thời gian Chapio bị bệnh và phải nằm trên giường, cha Paulino là bề trên thời đó thường hay đến thăm Chapio. Có một hôm cha nói, nếu trong đêm cha cần gì đến tôi thì xin cha gửi thiên thần hộ thủ của cha đến cho tôi biết. Chapio trả lời là mình không thiếu gì. Cha Paulino về nhà ngủ. Khoảng nửa đêm giường của cha lay động mạnh. Nửa thức nửa tỉnh, cha hiểu là thiên thần hộ thủ của Chapio đến đánh thức mình dậy để đến thăm Chapio. Nhưng quá mệt cha lại nằm thiếp sâu. Rồi cha đến nói với Chapio là thiên thần hộ thủ của Chapio không tế nhị mấy. Như vậy thì thiên thần đến cũng vô ích, phải lay động làm sao để tôi phải dậy đến với cha. Đêm thứ ba thiên thần lại đến đánh thức cha Paulino. Lần này thiên thần lay mạnh đến mức cha Paulino bật ra khỏi giường. Cha chạy đến Chapio và hỏi, thưa cha cần gì ở con? Chapio bảo, tôi bị ra mồ hôi hột, xin cha giúp cho tôi thay áo vì tôi không thể thay áo một mình được. Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tôi may mắn. Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ, tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và chiếc áo trắng mô đen hết cỡ để đi làm. Trong tuần chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái. Khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dress up nghiêm túc lịch sự để gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là thượng đế nên mình không được ăn mặc lè phè. Tôi thật may mắn được làm việc với ông sếp rất dễ thương, không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì. Kể từ dạo công ty tôi mở mang thêm mấy dãy lầu, sân bãi đậu xe cũng được nới rộng ra. May quá, văn phòng của sếp phải rời sang building khác để thuận tiện cho ông trong việc họp hành, giao tiếp với khách hàng hay gặp gỡ các sếp lớn. Tôi được đưa sang làm ở phòng phim, cách văn phòng của sếp một dãy cơ xưởng lớn. Một mình một cõi, cả tháng chưa thấy mặt sếp. Khi có chuyện gì cần dặn dò trao đổi thì sếp điều khiển từ xa, qua mấy cái email là xong. Công việc trôi chạy nhịp nhàng như thế, tính ra cũng sắp xỉ 20 năm rồi. Tôi chưa hề bị khiển trách, thỉnh thoảng còn được khen thưởng, là người phụ nữ da vàng duy nhất của cơ quan. Tôi đọc bản vẽ, và tôi nhận được khá nhiều ưu tiên từ sếp so với các đồng nghiệp khác màu da, khác màu mắt. Thích nhất là giờ giấc làm việc thật thoải mái, thay vì mỗi ngày làm 8 tiếng, 5 ngày một tuần đi đi về về, tôi đã xin làm rút gọn trong 4 ngày, 10 tiếng một ngày với lý do nhà xa, mà thật ra là để đỡ hao xăng và lại có thêm được một ngày nghỉ, tha hồ mà lang thang lên trang web buôn dưa leo với mấy bà tám. Giờ có mặt ở bàn làm việc của tôi cũng chẳng bó buộc gì. Tôi không sợ bị đi trễ, không bị áp lực trong công việc và giờ giấc. Tôi biết đó là những ưu đãi trong nghề nghiệp mà không phải ai ước là cũng có được. Đường công danh của tôi
tuy không đạt đến đỉnh như bao nhiêu người với quyền cao chức trọng, nhưng đó là một công việc mà tôi yêu thích với đồng lương xứng đáng so với khả năng và tuổi tác của mình. Lòng hân hoan thơ thới, tôi lái xe đi qua con đường quen thuộc mà tôi đã đi lại nhiều năm. Buổi sáng sớm đường phố chưa tấp nập lắm, sương mai còn phủ lờ mờ khiến cảnh vật thật huyền ảo. Mùi cỏ mới cắt dịu dàng, thoang thoảng làm tôi ngất ngây. Tôi vặn lớn volume của chiếc CD trong xe, lắng nghe âm thanh tiếng nhạc dạo. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nghe có lý lắm. Bỗng nhìn lên kính chiếu hậu, ánh đèn màu xanh biếc đang chớp chớp xoay xoay. Chết rồi, cảnh sát. Tôi bình tĩnh đưa tay tắt nhạc, cẩn thận lái xe thêm một đoạn, tìm cách tấp vào một khu shopping bên phải, tắt máy xe và chờ đợi. Chiếc xe cảnh sát nối đuôi tôi cũng tấp vào phía sau. Mấy phút sau, một viên cảnh sát người Mỹ trắng cao to với hàm râu xồm xoàm, làm cho khuôn mặt thêm phần oai vệ, nếu tôi không muốn nói là dữ tợn. Chào bà, vui lòng cho tôi xem bằng lái xe và giấy bảo hiểm của bà. Tôi lấy bằng lái xe ra trình. Ông cảnh sát lịch sự nói, cảm ơn quý bà. Rồi ông đi về phía xe của ông, đang còn chớp đèn đằng sau. Tôi ngồi yên trong xe mình, cũng chưa rõ mình bị stop vì lý do gì. Có lẽ chạy quá tốc độ cho phép chăng? Không, tôi đâu có nôn nóng gì trên đường đi làm. Bao nhiêu năm lái xe tôi chưa hề bị phạt về vụ này mà. Đang toan tính kiếm vài câu xã giao năn nỉ nếu bị hắn phạt quá nặng vì một tội vô cớ nào đó. Cảnh sát mà, họ làm tiền cho ngân sách chính phủ nên tôi đành chấp nhận một cách lạc quan. Viên cảnh sát trở lại hỏi tôi, xin bà vui lòng cho tôi biết tốc độ cho phép của đoạn đường mà bà đang lái xe, thưa bà. Trời ơi, gì chớ bài học này, con số 45 miles nằm trình hình trên tấm bản nhỏ phía lề phải, dựng rải rác trên lề đường, có nhắm mắt tôi cũng nằm lòng mà. Tuy nhiên tôi cũng nhỏ nhẹ lịch sự, thưa ông, tốc độ cho phép là 45 miles một giờ. Viên cảnh sát hỏi tiếp, thưa bà, vậy vừa rồi bà đang chạy với tốc độ là bao nhiêu? Tôi e dè, tốc độ của tôi lúc nãy chừng 50 miles. Tôi biết chắc đây là con số có thể tha thứ. Viên cảnh sát nhìn tôi, thưa bà đã chạy với tốc độ 70 miles một giờ. Tôi xây sầm mặt mày, không lắng nghe hắn nói lại nhại gì thêm về luật giao thông. Tôi biết một khi cảnh sát đã phán là y như tòa án phán, không kiện thưa làm gì cho tốn công, mà còn phải trả lệ phí tòa án. Nó nói mình chạy 70 miles, cũng có thể lắm, khi vừa lái xe mà vừa nghe nhạc sập sình, có thể đầu óc hưng phấn nên lỡ trớn. Tôi thầm tính toán, với tốc độ vượt mức cao nghệu như thế, tôi phải chi ra bao nhiêu tiền để đóng phạt cho lần này. Chi phí này chúng tôi vẫn gọi đùa là tiền ngu. Viên cảnh sát lại nhại một hồi, rồi ông ta trả lại tôi cái bằng lái xe và tấm thẻ bảo hiểm xe. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh lá cây biêng biếc của hắn, và nghĩ đến những tờ đô la cũng màu xanh như thế, phải chi ra một cách oan uổng. Vẫn chưa thấy tờ biên lai phạt mù vàng, không biết hắn xác định tội trạng của mình như thế nào đây. Tôi nghe ông nói tiếp, bà đã chạy quá nhanh trên đoạn đường vắng vẻ này, rất nguy hiểm cho bà. Vâng, thưa ông, tôi biết, bà nên luôn nhớ rằng lúc nào tôi cũng chạy xe sau lưng bà. Hãy cẩn thận nhé. Tôi rủa thầm trong bụng, quái, hắn muốn gì đây mà lên giọng hăm dọa phụ nữ vậy? Cảm giác bực bội len lỏi vào tâm trí tôi. Tạm biệt bà, chúc bà một ngày tốt lành. Ông ta nói xong đưa bàn tay lông lá ra bắt tay tôi rồi quay lưng đi, không kịp nhận ở tôi một lời cảm ơn giả dối. Tôi kiểm soát lại một lần nữa giấy tờ của mình, nhìn quanh chỗ ngồi trong xe, không có gì rơi rớt. Tôi mở cửa xe bước ra ngoài cẩn thận xem xét, mọi thứ đều ok. Tôi nổ máy xe, lái khoảng 5 phút là đến cổng công ty, tâm trạng vẫn còn hoang mang. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, việc đầu tiên của tôi là lục bóp xem lại giấy tờ.
vẫn không thấy tờ giấy phạt ở đâu để biết ngày nào là hết hạn đóng phạt. Có một người đồng sự mang hồ sơ đến giao, hắn hỏi bâng quơ vài câu. Tôi vui miệng kể cho hắn nghe sự việc xảy ra sáng nay. Hắn cười lớn. Vậy là chị được tha rồi đó. Hôm nay chị diện đẹp quá, một ngày may mắn cho chị rồi đó. Tôi nghe và vẫn không tin đó là sự thật. Dễ gì tên cảnh sát râu xồm lại bỏ qua một cách vô lý, khi hắn đã găm nghe là tôi chạy quá tốc độ khủng khiếp như thế. Khoảng 9 giờ sáng, sếp tôi đi họp. Tiện đường ông đem theo một số dụng cụ văn phòng đến giao cho tay thư ký trong phòng tôi. Có lẽ vì khuôn mặt tôi đang còn băn khoăn nên sếp hỏi. Chào cô, mọi chuyện đều tốt chứ? Tôi có thể giúp gì cho cô hôm nay không? Tôi kể lại chuyện gặp cảnh sát sáng nay và chờ ở sếp một lời an ủi vì mới sáng sớm đã bị hao tài. Ông sếp hỏi tới hỏi lui. Cô chắc là ông ta chỉ trả lại giấy tờ chứ không bắt cô ký giấy phạt chứ? Tôi chắc không ký giấy gì cả. Vậy là cô được tha rồi, may mắn quá. Nếu không giá chót là cô phải tốn 200 đồng cho lần phạt này. Hôm nay chắc tên cảnh sát đó có chuyện vui nên dễ dãi đó. Lần sau cẩn thận nhé. Tôi vẫn còn bán tín bán nghi, không thể nào tin vào vận đỏ hôm nay. Cho đến ngày hôm sau, trưa thứ bảy tôi được phép đi ra ngoài ăn trưa vì căng tin đóng cửa. Vốn không thích những thức ăn nhanh của Mỹ nên bất đắc dĩ lắm, tôi đành phải ghé vào một cửa hàng ăn vội một dĩa salad. Trong lúc đang chờ lấy order thì có một người tới nói chuyện. Xin lỗi bà, cho phép tôi ngồi ghế này được không? Tôi ngước mắt nhìn lên thì thấy một ông Mỹ đang đứng cạnh bàn tôi, và chính xác là hắn đang hỏi tôi. Tôi trả lời như một cái máy. Được, xin ông cứ tự nhiên. Người đàn ông ngồi xuống rất thân thiện hỏi. Chào bà khỏe chứ? Cảm ơn ông, tôi cũng thường, ông khỏe không? Cảm ơn bà, nhà bà ở gần đây sao? Thưa, công ty của tôi làm cách đây chừng 5 phút, thưa ông. Tôi trả lời rất thờ ơ. Người đàn ông vẫn nhìn tôi và nói. Bà thật không nhận ra tôi hay sao, bà Nguyễn? Câu hỏi của người đàn ông làm tôi giật mình. Tôi hơi sửng sốt rồi tự hỏi mình. Quái, quen biết ở đâu nhỉ? Sao hắn lại biết mình họ Nguyễn? Có thể quen mặt vì gặp nhau trong công ty hàng ngày không? Tôi dò hỏi. Xin lỗi, ông cũng làm ở công ty tôi hả? Người đàn ông cười. Bà không nhớ chúng ta mới gặp nhau hôm qua hay sao? Lúc này tôi mới mở to mắt nhìn. À, đôi mắt màu xanh đô la và hàm râu. Thì ra hôm nay viên cảnh sát mặc thường phục nên tôi không thể nào nhìn ra được người đã stop tôi sáng hôm qua. Tôi tỏ vẻ ân hận. Ồ, thật đáng tiếc, chào ông nhé. Có tiếng người phục vụ gọi tôi lấy thức ăn. Người đàn ông đứng lên đi theo để tôi giúp cho bà. Người đàn ông đến quầy giúp tôi lấy thức ăn và nhận luôn phần ăn của ông ta bưng về bàn. Chúng tôi cùng ngồi ăn trưa. Tôi vừa dùng dĩa salad của mình vừa lắng nghe. Nét mặt người đàn ông có vẻ bùi ngùi. Ông ta nói thật chậm, giọng kể lể. Câu chuyện của ông đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ba tôi là một sĩ quan quân đội Hoa Kỳ, đã từng tham dự cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhiều năm. Mẹ tôi nói Việt Nam ở xa lắm, bên kia bờ đại dương. Ngày ba tôi rời gia đình đi thì tôi mới 5 tuổi. Ông đi, và đi mãi không về. Mẹ tôi vật vã oán hờn cái đất nước bên kia bờ đại dương đã nuốt trọn hình hài của ba tôi. Vì sau nhiều đợt kiếm tìm đều trở về trong thất vọng, thân xác ba tôi vẫn còn nằm lại đâu đó trong một khu rừng già nhiệt đới, hay đã tan tành dưới đạn bom vô tình năm xưa. Từ đó mẹ tôi ghét cay đắng những con người từ cái xứ sở đã cướp đi người mà bà yêu thương. Khi những đoàn người Việt Nam di dân sang đây ồ ạt, bà dạy tôi không được giao tiếp với những đứa bạn mang dòng họ Nguyễn. Theo sự tìm hiểu của bà, đó là dòng họ lớn nhất của người Việt Nam. Tôi không biết mẹ tôi đúng hay sai, nhưng tôi hiểu là tôi nên làm cho mẹ tôi vui lòng.
Cho đến một ngày 5 năm trước đây, mẹ tôi bị đau thận, cả hai quả thận của bà đều không còn hoạt động được bao lâu nữa. Bà mỏi mòn chờ đợi một trái thận từ thiện thích hợp để kéo dài đời sống. Và như một định mệnh, hay đúng ra là một sự đền bù được Thượng Đế sắp đặt, có một phụ nữ bị tai nạn xe hơi qua đời. Trong bằng lái xe có dấu hiệu sẵn lòng hiến dâng cả hai trái thận. Mẹ tôi may mắn được ghép một trái thận từ người phụ nữ nào đó mang họ Nguyễn, cái họ khắc nghiệt mà bà căm ghét từ lâu. Chúng tôi không được phép biết tên vị ân nhân đó, chỉ biết đó là một người đàn bà họ Nguyễn. Thưa bà, mẹ tôi nay sống khỏe mạnh, phần đời còn lại với một trái thận mang họ Nguyễn như họ của bà đây. Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ngưng một lát, ông ta nhìn tôi và tiếp. Sáng hôm qua tôi đã nhìn thấy trong bằng lái xe của bà dòng chữ màu đỏ organ donor, là hiến dâng nội tạng. Bà Nguyễn, thật cảm ơn bà, xin thay mặt mẹ tôi, thật cảm ơn những trái tim nhân ái đến từ bên kia bờ đại dương. Nước mắt ướt nhòe khuôn mặt khi tôi nghe lời cảm ơn rất trân trọng của người đàn ông, trong khi thân xác bao người như cha anh và đồng đội của ông đang nằm lại trên quê hương tôi. Mấy mươi năm qua rồi tôi làm sao dám nhận ở anh lời cảm ơn hôm nay, nhưng qua câu chuyện của người đàn ông vừa kể, quả thận được hiến dâng của người phụ nữ họ Nguyễn nào đã cứu được mạng sống của mẹ anh, một người đàn bà khác chủng tộc, không quen biết, cũng là một hóa giải cho bao nhiêu ưu phiền bấy lâu. Tôi nghe mà mừng rỡ. Chia tay người đàn ông, tôi nhận được thêm ở ông lời cầu chúc: Chúa sẽ ban phước lành cho bà. Cảm ơn ông. Tôi chào ông trở về nơi làm việc. Giữa trưa bầu trời xanh thẳm, vài cụm mây trắng lang thang trên cao, tia nắng mùa hè xuyên qua cành lá, rơi xuống sân bãi đậu xe. Gió đưa nhẹ cành cây làm bóng nắng lung linh nhảy múa. Tôi bước vào công ty, những bước chân như reo vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn. Sau mỗi lần gặp gỡ Chúa, ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.